Ôi, em có cây số 7 này, số 7 cool lock này, cây cool lock. Con này thiết kế tay ngắn lắm mà con này công suất nó em nghĩ là nó cao lắm. Thiết kế tay ngắn nhưng mà nó lực, nhìn thấy nó lực. Cái bao lam cool lock luôn này. Làm xích làm nhông nha, làm này chắc khoảng 5 tấc. Chạy xích chung, xích 91 á. Đẹp không? Đẹp lắm. Ồ cái nồng mọi người ở dưới mọi người này tại vì khó nhìn ấy, tại vì cái nồng này này. Đây mọi người. Nó mới lắm. Đó thấy không? Thấy cái nồng nhìn vô trong nồng kìa. Ui xù, như mới luôn. Nha, hơi rất là căng nha. Cái này cái số 7 nha. Này, số 7 nha. Số 7. Con này là Kunlock 310. Power Max 310. Chả biết công suất nó bao nhiêu mọi người. Thấy nó lực. Con này em thấy nó tương đối đủ đồ mọi người. Để cho cái số 7 này 600.000 nha. 600.000 nha, không bao ship. Số 7 600.000, không bao ship luôn.